Vậy Vlog xin chào cả nhà thân thương nha. Hôm nay bảo vệ mình sẽ vô thay chậu cho các em này nha cả nhà. Giờ tạo dáng cho em đó nha. Cây này mình chưa uống nước nào nha cả nhà. Giờ mình sẽ vô mình tạo dáng cho em nó nha. Uống cho nó một nước nha. Mình thay chậu giờ cho nó vô một nước dây nha cả nhà. Trước tiên mình lặt lá nó đi nha. Mỗi lần thay chậu là mỗi lần lặt lá cho nó sạch sẽ hết đi. Mình thay chậu cho nó được mất sức. Nhánh này chắc mình không lấy cho dài đâu, nhánh này mình lấy ít thôi. Giờ mình lặt lá trước đi, lặt nhánh sơ trước để cái đầu tạo dáng cho nó, rồi mình sẽ sử dụng nhánh nào mình để nhánh nào cắt nha. Để cắt trước hồi cái bị nhầm. Mình không phải là nghệ nhân cho nên cái mắt thẩm mỹ của mình nó chưa có tốt. Tới đâu mình sửa tới đó, chỉnh sửa tới đó nha cả nhà. Tập chơi mà. Mới mẻ ha. Sẽ làm từ từ vậy nó không có bị cắt nhầm. Đây, mình cho nó vô chậu này nha cả nhà. Lớp cho nó một lớp than đá dưới đáy nè. Và chất chồng cũng chấu sống xì dừa. Giờ mình cũng có đập mới than đá nha. Cát
Rồi cả nhà. Thế thì được một cây giáng đổ đó nha. Đang hoàn thiện một cây giáng đổ nha cả nhà. Giờ mình tưới nước, đem vô mát để thôi. Vài ngày cho nó ra đầu ra tược đẹp rồi đem ra. Đem ra nắng lại nha cả nhà. Cái cây cao ít tàn, mình chỉnh sửa lại dáng bonsai cho nó lượn lắc nhẹ lại cái rồi thấy cái tàn nó sẽ phù hợp đây ha. Nó cong xuống nè, nãy lên cao nghiêu gì có ba nhánh nè, lên cao nghiêu gì không có ba nhánh nè, 1 2 3 nhánh bên đây ha. Dừng lại đây, giờ nó trong thời gian trong cái rút gọn lại trong vòng một rang tay, giờ được 3 nhánh. Còn khi nãy mình để đứng lên thì nó tới 4-50 phân mà nó có 3 nhánh nè, thì nó rất là thưa nha cả nhà. Giờ mình rút gọn lại gì là ok ha. Giờ mình đem vô mát mình để thôi. Giờ video bảo vệ xin kết thúc ở đây nha cả nhà. Chia sẻ cả nhà mình cái cách để bảo vệ chơi theo kiểu phong cách bonsai, những cây mai mà nó ít tàn mình để dáng chực, mà nó ít tàn quá thì mình chuyển đổi nó, cho nó trở lại dáng đổ hay là lắc lưỡng gì đó cho nó dồn lại, cho nó đôn cái khoảng cách thưa nách của từ nhánh này qua nhánh kia, là mình sẽ được cái cây tàn nó đều đặn lại liền nha cả nhà. Đây là một cái cách mà của dễ chơi nha. Như vậy là nó sẽ nhiều nhánh lại nha. Còn những cây mình để suông vậy mình cắt ngang gốc thì nó ra lại vẫn ra lại nhiều tàn, nó ra lại nhiều tàn thôi, nhưng mà mình cắt vậy nó lâu hơn và cái cây nó không đẹp bằng mình chơi theo cái kiểu bonsai nha cả nhà. Bảo vệ chân thành cảm ơn cô chú anh chị em các bạn đã ủng hộ kênh Bảo vệ Vlog nha. Mến chúc cả nhà mình luôn luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc nha. Bảo vệ xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.